Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện tới đây quay phim ở ấp Nguyễn Hưởng, xã Vĩnh Thạnh, huyện Dồng Riềng, tỉnh Kiên Giang để quay một hoàn cảnh gia đình của anh Phạm Ngọc Tính và chị Thị Mỹ Hè. Ở đây thì nhà cửa rất là nghèo, cuộc sống rất là khó khăn. Đây căn nhà nhỏ, phía trong này là ngôi nhà của bốn thành viên, hai vợ chồng, hai đứa con nhỏ. Cuộc sống rất là nghèo khó, ngôi nhà nó cũng đã bị siêu vẹo một bên rồi. Khả năng thì cất nhà mới cũng không có nữa, do hoàn cảnh quá nghèo khó, không đất đai sản xuất, chỉ sống bằng nghề làm thuê làm mướn thôi. Đây là đứa con trai lớn của gia đình. Rồi cho em chào chị ha, chào anh. Hai anh chị ngồi trên đây đi, để em quay phim hỏi thăm hoàn cảnh gia đình tí ha. Anh tên gì anh? Tên là Phạm Ngọc Tính. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay anh 22. Rồi chị tên gì chị? Tên Thị Mỹ Hẹ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Sinh năm 97. Dạ. Cũng 21, 22 hả? Thì hôm nay em tới đây thăm gia đình á, thì cũng được biết hoàn cảnh của gia đình, thì thông qua những chuyến từ thiện phát quà gạo đó cũng có thấy hoàn cảnh của anh chị. Thì nói đúng ra là hôm trước chiếc xe chạy ngang đây mà đứt dây điện đó, em cũng có qua đây nói còn dây điện, rồi thấy hoàn cảnh của gia đình cũng nghèo khổ khó khăn đó. Thì ngày hôm nay em tới đây để quay phim hỏi thăm xem hoàn cảnh như thế nào, rồi cũng nhờ các cô chú anh chị gần xa giúp đỡ cho hai vợ chồng ha. Con vô nhà ngồi đi con. Vô trong đi. Vô trong nè con. Vô trong. Sợ. Mà sợ. Sợ, sợ người lạ. Sợ người lạ. Cứ làm nấu cơm người ta, chồng đi làm nấu cơm người ta. Giờ người ta nghỉ hết đồng ở nhà cắm câu. Dạ. Khóc rồi. Rồi công việc của anh hàng ngày làm công việc gì anh? Bữa hổm là có đi Phú Quốc làm đó, rồi dịch bệnh đó, rồi em về. Dạ. Về rồi đây em đi cuộc sơ cứu, bây giờ hết đồng cũng không, giờ chưa có việc làm nữa. Thì ở nhà thì nhân lưới rồi cắm câu vậy đó. Là công việc chính của anh là đi phụ xe cứu hả? Dạ. Rồi cái khi mà hết công việc rồi anh về anh nhân lưới cắm câu. Dạ. Dạ. Rồi chị trước đây là nghề nấu cơm hả? Ở nhà. Ở nhà. Giữ con hả chị? Con trai lớn chị là mấy tuổi rồi? Nó 3 tuổi rồi, đẻ thêm đứa này nữa, gần từ với nữa rồi. Là hai đứa. Dạ. Dạ. Rồi gia đình cuộc sống chắc cũng bấp bênh hả? Không có đất hả anh? Không. Cha mẹ riêng được cho được cái nền nhà, hai chồng mấy bác mấy chú rồi cho cây rồi kết lên hai chồng sống vậy chứ đâu có ruộng vườn gì đâu. Dạ. Rồi anh đi làm như vậy rồi bao lâu anh mới về nhà một lần? Có khi là tháng rưỡi, hai tháng chừng. Ăn thua rồi mình làm, có khi gần về nhà là mình về. Rồi xa quá mình nói là thà xe cứu người ta. Dạ. Rồi xe cứu thuê anh là làm ngày hay là làm tháng? Một tháng. Một tháng được bao nhiêu tiền anh? Tháng được 4 triệu. Dạ. 4 triệu mà với cái cuộc sống bây giờ thì chắc cũng đủ mua gạo rồi ăn thôi. Đủ gạo rồi con sữa rồi. Lớp quay lại hết gạo, hết sữa, hết tả, hết đóng tiền điện. Tùm lum hết trơn. Dạ. Yeah. Rồi lãnh đâu được lãnh, rồi lãnh lặng chỗ cho là 500, rồi 200. Ứng vậy không đó hả? Ứng không, ứng xài không. Gọi đồng, nếu gọi đồng nó mới trả hết. Dạ. Yeah. Chứ có tiền, không có tiền để ở nhà, lúc đi làm có tiền để ở nhà, ứng để vợ cho con ở nhà. Đi làm xa quá cũng yên tâm, về nhà cửa em vậy đó, rồi mới nói nhỏ khó khăn. Mưa lỡ cũng như ở ngoài vậy. Trong nhà này thấy cây lá nó cũng mục rồi ha. Mà đứng bên ngoài nhìn cái nhà nó bị nghiêng qua bên luôn rồi đó. Sức gió mạnh quá sợ nó ngã. Rồi gió mạnh quá rồi mấy mẹ con ngủ ở đâu? Ngủ đây, có ở đây có chỗ này không có dột, chứ ngủ trong cổng quá mà nó dột hết trơn rồi về ra đây lại. Vậy hả? Nhà này được bao nhiêu diện tích, bao nhiêu mét anh? Bề ngang là 4 mét.
dài 8 mét. Vậy hả? Nhưng mà thấy sao nó chật hẹp quá hả? Là bằng cây đủng đỉnh cây đúng đỉnh. Cây mấy bác đó, người cho người ít cây đủng đỉnh, rồi bà nội cây tre gì đó mình về làm. À. Rồi như công việc của anh không có được liên tục hả? Cũng không, không. Khi có khi không khi hả? Có thì không. Thì cuộc sống cũng khó khăn ha. Mà chị thêm con nhỏ rồi không đi làm phụ tiếp anh nữa. Nhà cửa thì cũng hư hỏng hết rồi. Ở đây những cái cột vừa cô bác ở hàng xóm cho cây đụng đỉnh rồi để cất tạm căn nhà này ở thôi. Rồi những lúc anh đi làm xa vậy rồi chị ở nhà cuộc sống dựa vào ai? Sống nấu cơm riêng vậy, có lúc qua bên làm ba mẹ chồng ăn ké. Ừ. Vậy đó. Dạ. Ăn qua ăn lại chứ sống ở bên gắn sống gắn nuôi con chứ nhà sao nhà. Chồng đi làm xa ở nhà có người thôi. Và thêm hai đứa con nhỏ nữa. Đứa con nhỏ ban đêm đứa quậy đứa khóc. Yeah. Lúc trời mưa thì ba mẹ con xuống lại có nửa dạ ngủ. Dạ. Yeah. Như ở chùa Phùng Lâm hết. Dạ. Rồi thời gian tới anh dự định làm công việc gì? Nếu như mà không quay là hết dịch thì có thể qua Phú Quốc làm. Ừ. Nhưng mà bây giờ quả nó dịch bệnh cái em hỏi em làm là mấy đứa nhỏ nó bệnh là em về thăm và đi một quận không là hết 1 triệu bạc mà em về trần ai mới về được. Từ giờ qua bệnh bây giờ qua công việc khó khăn quá bây giờ chưa qua được nữa. Chung là bây giờ nhìn hoàn cảnh của gia đình là thấy cũng cần có cái nhà đàng hoàng ha, tại vì mấy đứa con nhỏ nè nó đi ra vô sình đất không à, rồi thêm cái nhà nó nhiều khi mưa to gió lớn rồi không biết nó sập giờ nào nữa. Giờ nếu mà có số vốn nhỏ nhỏ của chồng em ở nhà. À. Hai chồng với hai đứa con ở nhà. Này bé gái hả? Bé gái. 1 tuổi hả chị? Còn tới 20 tới 1 tuổi. 4 dạ. Tháng 4 tháng nó được 1 tuổi. À. Ở đây anh chị có cái ước mơ gì cho cuộc sống sau này không, cho tương lai của mình không? Giờ cho anh chị một điều ước, anh chị mong muốn mình được điều gì? Được cái nhà mà che nắng che mưa từ nhỏ, như được số vốn mình chăn nuôi rồi à. Ở gần vợ gần con được. Nếu mà có vốn thì anh cũng ở nhà được phải không? Nhà được. Anh có thể có vốn mình nuôi cá rồi được. Dạ. Còn chị nếu mà được làm công việc gì yêu thích ở nhà đó mà vừa chăm con vừa làm được thì chị mong muốn làm cái gì? Em đồ chỗ bếp gọn gàng ấy, nấu nướng đồ nông sợ xài củi á, nhưng có tiền nho nhỏ em mua bếp ga mình ra rồi mình xài á, vừa ấm con vừa nấu nướng cũng dễ. Ừ. Chứ nấu lò bơ hổng lớn nó phỏng tay lỗ chà bá luôn. Phỏng luôn hả? Nó đút tay vô trong lò hả? Đút tay trong lò trước này nè, rồi lo vỗ nhỏ này hôm kia ra chơi lửa hôm kia. Ờ à, đây đây ha, nấu ở đây đây ha. Dạ. Nấu ở đó không? Ừ. Phỏng nhiều không chị? Nhẹ, đúng nhẹ. Nhưng mà nếu mà coi không kịp, nhiều khi nó đổ nước sôi gì lên mình nó đâu biết được. Dạ. Tại vì cái này khóc ở trong này em lo chạy vô này ra chụp đứa kia không kịp. À, nguy hiểm quá hả? Bởi vì cuộc sống nghèo khổ khó khăn này mà mình đi làm một người bỏ người ở nhà chăm con thì nhiều khi lo đứa kia bỏ lại đứa này, khi nó chơi lửa chơi đồ này kia nó xuống sông là cũng nguy hiểm. Nó đi dạ. Đi làm xa đồ cũng không yên tâm. À. Đi sao ông cha với mẹ em đi làm suốt nữa qua ăn nhà à. Ở đây này chụp chút xíu là mấy bé có thể chồm xuống dưới sông được. Rất là nguy hiểm. Đi chặt một bình ở ngoài sông cái không ấy. À. Lúc mà hai chồng thì chưa có con thì làm chung công ty vậy đó. Ừ. Rồi tới có con nghỉ giờ con nhỏ. Hồi đó chị làm công ty gì? Anh chị làm công ty gì? Xây dựng hòa bình. À. Làm hồ đó. Làm hồ cho công trình đó hả? À. Mà khi có con rồi cái không có làm nữa. Dạ không có làm. Giữ con không? À, thì chắc cũng khoảng hơn 3 năm rồi ha. Em thì có anh em đó. À. Giờ cũng mà ăn cũng bấp bênh lắm, có việc cái người ta kêu không có việc ở nhà. Rồi ở đây anh chị có nước sạch rồi xài không? Không, xài nước sông. Nước sông không? Vậy hả? Có mưa tới thì xài nước mưa. À. Tắm cho con nước mưa, còn khô ngắn, khô ngắn thì tắm nước sông. À.
cuộc sống gia đình ở trong cái căn nhà nhỏ chật hẹp vậy nè, thì còn mấy đứa con nhỏ nữa. Anh chồng đi làm thì ở nhà vợ trong hai đứa nhỏ này cũng rất là nguy hiểm. Củi lửa bếp kế bên đây nó canh chừng không kỹ vậy đó, phỏng là lửa cháy. Cái lò để đây không được đâu anh chị ơi, nếu mà lỡ nó có phật lửa nó cháy cái miếng này nó cháy nhà luôn á. Kiếm cái canh. Gì cái gì che lại chứ. Canh không có nấu nướng canh không. Bây giờ sao giờ không có khả năng để mua bếp ga bình ga xài với người ta xì gắn. Dạ. Trong củi. Vậy là giờ đây anh chị cũng mong muốn có được căn nhà ổn định ha, có cây nước rồi để xài nước sạch ha. Có nước sạch đâu mà. Chứ mỗi một vụ lúa vậy là nước xả trên ruộng cống nó ra dơ lắm. Nước đi dơ lắm vậy. Nước dơ, anh thấy nó đen luôn á. Thuốc sâu. Thì ngày hôm nay Thiện tới đây quay phim thì cũng quay những hình ảnh về cuộc sống gia đình của anh chị đây. Anh tên đầy đủ nhắc lại cho bà con cô bác. Anh tên Phạm Ngọc Tính. Phạm Ngọc Tính, 22 tuổi. Ở đây là chị Thị Mỹ Hè. Thì cuộc sống của anh chị gặp rất nhiều khó khăn. Khi mà con cái nó còn quá nhỏ, không đất đai sản xuất. Thì Thiện cũng rất là mong các cô chú anh chị gần xa có điều kiện thì giúp đỡ cho gia đình anh chị đây cất lại căn nhà ở ổn định để anh chị có cái điều kiện làm việc ở tại nhà, không có phải đi làm ăn ở xa. Thì trước tiên em cũng thay mặt anh Lý ở bên Úc á, gửi tới cho gia đình anh chị là 1.000.000 đồng để mua gạo, mua sữa rồi cho con ha. Rồi cái phần cây nước thì em sẽ thay mặt anh chị ở New York, hôm trước có gửi về 5 cây thì em cũng khoan được 1 cây rồi. Thì em sẽ khoan cho anh chị 1 cây nước nữa. Còn lại ngôi nhà thì nếu mà có cô bác anh chị nào mà theo dõi video được ngày hôm nay em quay á, có lòng hảo tâm giúp đỡ thì cô bác giúp đỡ cho anh chị căn nhà để anh chị ổn định được cuộc sống, làm được tại nhà mà trông con tốt hơn nha. Dạ, thì trước tiên gửi cho anh chị 1.000.000 để mua sữa rồi cho con ha. Còn lại thì cũng mong rằng các cô chú anh chị gần xa giúp đỡ cho gia đình của anh chị đây cất được các căn nhà để ở. Chứ các, căn nhà này thì cũng chật hẹp nhỏ mà nó đã bị dột siêu vẹo rồi. Gió lại nó đưa giống vậy. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ đó, trời mưa trời gió nó gặp nguy hiểm đó. Thì đây là số tiền 1.000.000 đồng của anh Lý em gửi đó cho chị đi, chị cầm chị mua sữa cho con chị ha. Cảm ơn anh Lý. Rồi qua đây thì cũng mong rằng anh chị sẽ sớm được giúp đỡ để có căn nhà nghe anh. Em cũng mong ai giúp đỡ vợ chồng nhà em có mấy nhà cho mấy đứa nhỏ đặng không bị mưa nắng dột rồi đó. Mưa dột xình đất có căn nhà đó, nắng che mưa cho con cho có lỗi xình lột ngứa gom tùm lum. Chứ bây giờ làm 4.000.000 một tháng là không bao giờ cất nổi mà, căn nhà mà không làm mà được hoài nữa làm cứ khi người ta kêu rồi người ta kêu mới đi. Không kêu mới đi. Rồi thì em cũng chúc sức khỏe tới gia đình mình ha. Chúc cho mấy đứa nhỏ luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn. Để cho anh chị có được cái thời gian mà để chăm sóc gia đình tốt hơn. Thì em cũng xin phép gia đình em về ha. Dạ. Thì trước tiên là em sẽ khoan cây nước cho gia đình. Thì anh coi chỗ nào mà thuận tiện đó thì anh hướng dẫn cái chỗ mà để cho các anh em thợ đó khoan. Rồi xong rồi mình chán cái xung quanh cái máy bơm á để xài nước. Rồi xin phép gia đình em về luôn nghe. Thấy cưng quá nè. Rồi hai đứa được rồi nghe, đừng có sanh thêm nữa nha, khổ lắm á. Hai đứa là quá trời tuyệt vời, đứa trai đứa gái.